เฮ้ยเดี๋ยวฟังก่อนVâng, em Mạnh Vùng Cao chào các bác nha. Các bác ạ, thì hôm nay em muốn chia sẻ với các bác là việc khi mình nuôi lợn đấy, thì mình lên làm quen với nó hàng ngày thôi. Ví dụ như lúc mình dọn dẹp thì mình lên gãi hay là sờ nó các bác. Đấy, để khi đến lúc nó đẻ thì mình nó hiền các bác nhá, mình dễ chăm sóc. Đấy, đây là con lợn bản của em nhé. Đấy, đầu tháng 2 là đẻ rồi. Đấy, mùng mấy tháng 2, mùng 4 hay mùng 3 gì đấy thì nó sẽ đẻ các bác ạ. Đây, dòng lợn bản đây. Bụng chửa được 2 tháng, bụng to tướng rồi. Đấy, thì mình lên gãi cho nó các bác ạ. Đấy, để khi mình nó sinh sản thì mình vào mình tiêm hay mình bắt con nọ kia thì nó dễ các bác nhá. Đấy, lông này các bác này, dựng đứng, lông rộng, dòng lợn bản các bác nhá. Chỉ mấy con dòng lợn rừng thì nó hơi khó tí. Đây, con này cũng chửa cũng tháng 2 đẻ các bác. Đây. Đấy, bác nào nuôi lợn thì lên thường xuyên gãi và sờ nó nhé, chỉ cho nó bạo. Con này bụng cũng to tướng rồi, dòng lợn bản nữa. Nó đâu đó tầm khoảng 70 cân rồi đấy các bác ạ. Đấy, con này cũng chửa lứa đầu nha các bác nhé. Em thì cái lúc mà nó sinh nó lên giống các bác đấy, thì vài lứa đầu em không thả đâu, vì lúc đấy lợn nó còn nhỏ con đấy, nó chưa được già lắm ấy. Đấy, thì lúc nó được khoảng 10 tháng thì em bắt đầu mới thả đấy. Đấy, đến mình tính ra đến lúc mà nó đẻ ra thì cũng mất một năm trời đấy, một năm trời mới đẻ lứa đầu tiên đấy các bác ạ. Đấy, bụng to tướng. Thì rút kinh nghiệm từ mấy lứa trước các bác, em thả thì là con lái nó non quá các bác. Đến lúc nó đẻ ra thì nó đẻ rất ít. Đấy, một là đẻ rất ít nhá, hai là nó lại đẻ ra thì nó chưa phát triển hết đấy, nên là nó đẻ ra nó đau rồi nó cắn con các bác. Đấy, nó không cho con bú luôn. Đấy, thì mình nhanh một tí nhưng mà nó lại mất thời gian. Và đấy, nó lại mất thời gian, mất công chăm các bác. Chăm như lần trước em chăm có 2 con rất là chán luôn. Nó đẻ ít đây này, cái con mà đợt trước em thả sớm quá, đẻ có 2 con này, rồi nó lại lấy đực của nhà các bác nhá. Đang chuẩn bị lứa tiếp thứ 2, hy vọng lứa này nó sẽ đẻ nhiều hơn. Đây. Còn đây là mấy con rừng, nhưng mà nó vẫn nhan lắm các bạn. Chỉ có mỗi con đực này thì em hay gãi nó thì còn gãi được. Thì gãi cái nào nó làm ngay. Dạo trước mới về thì nó còn hay đớp cơ. Đấy, đây đây. Cầm xuống này, mấy con cái nhát lắm, em nhốt chung nhưng mà cũng chưa biết là đã nhảy chưa cơ.
Đấy. Không biết là con này nó con này cũng được non các bạn, hai con cái này cũng hai con cái non, hai con cái thì cũng tầm khoảng 8-9 tháng rồi đấy, mới được khoảng 40 cân thôi. Thì bụng nó cũng thấy to to, khả năng em nghi nó cũng nhảy rồi, vì nó giống cách đây tầm nó phải giống qua mấy nước rồi, nhưng mà cái nước đầu tiên em cũng bỏ đấy, bỏ đấy không thả luôn đấy các bác, thì để sau đấy mãi sau đến lúc em mới thả. Mà con đực này non thì không biết là nó đã nhảy được chưa, thấy có nhảy rồi nhưng mà không biết là đã nhảy, là bọn này đã chửa chưa, bọn hai con cái này đã chửa chưa. Ok, cảm ơn các bác đã xem video nha. Nếu yêu quý em cũng như theo muốn theo dõi nếu yêu quý em cũng như đây đây, khả năng chưa giống đâu, em nhìn thấy hoa to to rồi. Đấy, khả năng chưa giống chưa khả năng là chưa thả được đực. Đấy, nên là nhìn thấy hoa con đen đen kia, con cái đen kia thấy hoa to to rồi, thì để em theo dõi. Cảm ơn các bác đã xem video nha. Nếu yêu quý em hãy ủng hộ em Mạnh Vùng Cao bằng một like và chia sẻ nha, cũng như nếu ai chưa đăng ký hãy đăng ký kênh. Đấy, để cùng giao lưu về chăn nuôi lợn rừng lợn bản nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye.